Luôn à. Hello, xin chào Trung. Hello, em chào anh Cơ Quan, chào cô chú anh chị đang theo dõi cái buổi live tối ngày hôm nay. À quên, cái buổi cầu truyền hình trực tiếp tối ngày hôm nay, quên. Anh tự nhiên nhất chấp bà con lên cầu truyền hình trước, tôi đi ăn tối rồi tính sao, đói rồi. Thôi trời, chơi vậy không vui, chơi vậy không được. Em vừa nghe thấy anh nhắc tới ông tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ hả? Nguyễn, Nguyễn Thanh Mỹ. Thì nhân tiện vậy Trung, nhân tiện thì Trung có thể tìm hiểu, Trung khái quát lại sơ sơ cho mọi người nắm rõ về về cá nhân ông Nguyễn Thanh Mỹ cho mọi người nghe được không ạ? Dạ. Thì theo như em tìm hiểu thì ông Nguyễn Thanh Mỹ này, ông sinh năm 1955 ở Trà Vinh. Ông ấy tốt nghiệp khoa hóa Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 1978, di cư sang Canada năm 1979. Thì sau 25 năm làm việc tại Canada, Mỹ, thì ông đã trở về quê ở Trà Vinh để làm ăn. Thì ông là nhà phát minh và đồng phát minh trên 150 bằng sáng chế ở Hoa Kỳ, Canada và hàng chục nước trên thế giới. Tính đến nay thì tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ đã sáng lập và đồng sáng lập lên 8 doanh nghiệp công nghệ cao. Cái này có thông tin thì chúng ta theo dõi cũng rất là nhiều. Về cơ bản như cái đoạn cuối mà ông tiến sĩ ông vừa nhắc tới đó là rất là chính xác. Đó là cái thông tin của ông ở trên Internet rất là nhiều. Thì về cái việc học tập cũng như là lấy bằng tiến sĩ của ông thì rất là cụ thể. Thì ông Nguyễn Thanh Mỹ lấy bằng tiến sĩ về khoa học năng lượng và vật liệu năm 1990 tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu về Năng lượng, Vật liệu và Viễn thông Canada. Ông nhận bằng thạc sĩ về chất xúc tác dị thể vào năm 1988 và cử nhân hóa học phân tích năm 1986 tại Đại học Cocoria, Canada. Khả năng là anh em nào ở bên Canada chắc biết cái trường này. Sau và ông cũng đã từng là nhà nghiên cứu khoa học ở trung tâm nghiên cứu IBM tại San Jose, California, Mỹ, và là nhà cộng tác nghiên cứu tại cái trung tâm năng lượng Canada cái gì đấy, nó bằng tiếng Anh cũng tương đối dài, và còn có nhiều năm làm quản lý kỹ thuật tại Kodak Orion Graphics ở Custom New Jersey, Mỹ. Đấy, cũng quy là cái này chẳng bố cầm bố biết. Và các cái phát minh cũng như đồng phát minh của ông Nguyễn Thanh Mỹ này thì được công nhận ở nhiều nước, trong đó có Mỹ, Canada và một số nước khác nữa. Thì cái thông tin của ông Nguyễn Thanh Mỹ này chúng ta có thể theo dõi thì cũng rất là nhiều. Và hiện nay ông đang là chủ cái là chủ tịch à? Hay là gì đấy, đúng không? Của cái công ty Mỹ Lan tại Cù Lao, Long Trị, tỉnh Trà Vinh. Thì rõ ràng thì qua cái thông tin chia sẻ chúng ta thấy có một cái đặc biệt. Em không biết là mọi người thấy thế nào, nhưng em cảm thấy có một cái rất là đặc biệt trong cái chia sẻ của cái ông Nguyễn Thanh Mỹ này. Đó là cái cách ông ấy trao đổi nó mang tính chất gì đó, nó rất là vô tư, đúng không ạ? Rất vô tư, pha thêm một chút hài ước, mà nó rất là thật. Và nó có nghĩa là người ta nói theo một cái suy nghĩ mà nó mang cái tính là khách quan đấy. Có nghĩa là ông ấy không có pha vào những cái từ hoa mỹ hay là lựa chọn các cái từ ngữ để ông ấy diễn tả theo như kiểu là cái cách mà người Việt Nam chúng ta mà sống lâu năm ở Việt Nam á, người khi mà truyền đạt á, có nghĩa là chúng ta hay có một cái truyền thống đó là lời nói trả mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đúng không ạ? Thế nhưng ông tiến sĩ này thì ông lại kiểu nói một cách nó rất là vô tư và truyền đạt theo đúng cái nghĩa đen luôn, theo đúng nghĩa đen mà những cái điều mà ông muốn nói. Thì ông không có sử dụng một cái câu từ mang nghĩa tương tự, nhưng mà có thể là nó hoa mỹ hơn hoặc hay hơn, thì cái điều đó em thấy rất là hay. Bởi vì là một tiến sĩ, đúng không ạ, ông học ở trong nước, sau đó ông ra nước ngoài và có nhiều bằng sáng chế, nhưng cái cách của trao đổi của ông ấy nó rất là hay, và nó mang tính bình dân, rất là bình dân, đúng rồi, đúng không? Rất là bình dân, đúng rồi.
Dạ em chào anh Chu Phan. Thì chúng ta thấy nó có cái gì đó nó rất là hay, nó rất là bình dân và nó rất gần với những người nông dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đúng không ạ? Thì ở đây thì thực tế ra mà nói thì các cái sự đóng góp của ông tiến sĩ này thì nếu mà chúng ta lên trên YouTube chúng ta xem thì cũng rất là nhiều. Ông chia sẻ rất nhiều các kinh nghiệm, các cái nghiên cứu để phát triển cái kinh tế ở địa phương, thấy cũng rất là hay. Thì em cũng chưa có thời gian để xem hết, thì cũng xem một hai cái khái quát thôi. Thì em thấy cũng có nhiều cái rất là hay và thực tế là nó áp dụng với Việt Nam. Đó là áp dụng cái khoa học kỹ thuật này, rồi áp dụng cái kiến thức về các cái lĩnh vực đấy, để nó phù hợp với lại cái điều kiện tự nhiên, thiên điều kiện tự nhiên này, đúng không ạ, vị trí địa lý của người Việt Nam chúng ta, và đặc biệt là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long vừa rồi như ông chia sẻ về cái vấn đề ngập mặn này, đúng không ạ, và các cái vấn đề khác, thì thấy nó rất là hay. Mà có thể nói đây là một trong những người tiên phong, một trong những người tiên phong. Dĩ nhiên là qua trao đổi thì ông Nguyễn Thanh Mỹ đã cho chúng ta biết là không riêng gì ông mà cũng có một vài người khác nữa, cũng là cả đúng những rồi. người trước Việt kiều ở Canada hoặc các nước khác, người ta cũng đang về Việt Nam đầu tư và rất là lâu rồi, đúng không ạ? Mình có rất thể là nói lâu rồi. Là những người thành đạt, dạ. Những người thành đạt ở nước ngoài, người ta đã thành danh, có thành danh, người ta vừa được có thể là người ta phát triển được về kinh tế hoặc là về kiến thức khoa học kỹ thuật, thì người ta đã trở về Việt Nam và cũng rất là lâu rồi. Ông ấy trở về Việt Nam sau 25 năm, kể từ năm 79 thì nó cũng là rơi vào khoảng 2004 à, đúng không ạ, khoảng 2004 gì đấy. Ừ. Thì ông đã về Việt Nam rồi, đến nay thì 2004 thì cũng đã 18 năm rồi, cái thời gian nó cũng rất là lâu rồi. Để chúng ta thấy là ông gắn bó như thế thì cái điều đó nó rất là tuyệt vời, nó thể hiện được cái chính sách mà của Đảng nhà nước ta, đúng không ạ, đặc biệt là cái vấn đúng đề rồi. mà của chính sách của người Việt Nam ở nước ngoài đấy, mà chúng ta hay nói ví dụ như là nghị quyết 36 hay là chỉ thị 45 gì đó, đúng không ạ? Đó là những cái mà thấy là tạo điều kiện thuận lợi. Thì dĩ nhiên là khi mà ông về Việt Nam thì cũng qua 18 năm thì phát triển kinh tế nó phù hợp, đặc biệt là cái tâm huyết, đặc biệt là phải nói là cái tâm huyết với quê hương, với đất nước và với những người đồng bào cùng quê với mình. Trước hết là cùng quê với mình đã, thứ hai nữa là đồng bào đất nước mình, thì ông mới có những cái mà nếu như mà thực sự nếu mà nói về trình độ của ông mà ở phát triển ở các nước thì nó rất nhiều thứ để mà phát triển được, đúng không ạ? Đặc biệt là các cái vấn đề phát minh của ông đã được Mỹ, Canada và nhiều nước công nhận, thì ông không phải là ông không có điều kiện, theo em nghĩ là không phải đâu, ông có nhiều cái điều kiện thuận lợi để ông có thể phát triển ở các nước đó. Thế nhưng mà vì một cái nỗi nó giống như kiểu cái ấp ủ và ấp ủ cái tâm nguyện, đúng không, của mình đối với quê hương đất nước, với đồng bào mình, thì ông quay trở về thì đến ngày hôm nay có thể nói đã thành đạt, đã mở được các cái công ty, đúng không, tạo công ăn việc làm này, áp dụng khoa học kỹ thuật vào kinh doanh sản xuất, như vậy nó là điều rất tuyệt vời. Đây nó thể hiện rất rõ. Thế thì ở đây mà chúng ta hay nhắc đến đúng không ạ, thì chúng ta lại thấy có gì đó chạnh lòng. Chạnh lòng bởi vì sao? Bởi vì là có một số người cũng được gọi là giỏi, thực sự mà nói là giỏi một lĩnh vực nào đó, ví dụ như Ngô Bảo Châu chẳng hạn, đúng không, cũng giỏi về lĩnh vực toán học, đúng mà được 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 cái gì đấy, cái viện Hàn Lâm gì của Pháp cái gì đó người ta công nhận, nó không phải là dễ dàng, mà phải là thực sự tài giỏi thì được công nhận. Thế nhưng mà cái sự đóng góp cho cái phát quê hương đất nước nói chung nhé, chúng ta nói rộng mà nói về lĩnh vực hẹp, đó là về lĩnh vực toán học cho nước nhà, thì chúng ta thấy không, từ cái vấn đề là được tặng nhà này, đúng không ạ, rồi là nhà nước rất là quan tâm xây dựng hẳn một cái viện toán học bao nhiêu tỷ đồng đó, mấy chục tỷ đồng hay là bao nhiêu tỷ đồng đó đấy. Thế nhưng mà rồi cuối cùng cái kết đó thì làm sao ạ, cũng chả cũng mang lại được cái hiệu quả gì, cũng chả phát triển hay là tìm ra được một cái hạt nhân hay là một vài người gì đó có thiên phú để mà chuyên tâm nghiên cứu, để mà hướng dẫn, để mà phát triển về lĩnh vực toán học, cũng không có, đúng không ạ?
Đúng. Thì cái điều đó chúng ta thể hiện thấy rất là rõ, và đặc biệt là Ngô Bảo Châu lại có địa là một nhà toán học nhưng mà lại thỉnh thoảng lại có những phát ngôn nó liên quan đến yếu tố chính trị cơ đấy, thậm chí là liên quan đến cả lãnh đạo đảng nhà nước cơ. Đấy nó là một trong những cái mà chúng ta thấy rất là đặc biệt. Thì dĩ nhiên là có thể là so sánh thì nó hơi khập khiễng, thế nhưng mà đối với ông Ngô Bảo Châu hay là đối với tiến sĩ Nguyễn Thành Mỹ này, chúng ta thấy nó có hai cái nó giống như Đối kiểu lập là à? hai cái màu sắc nó đối lập nhau. Thì chúng ta Đúng rồi. chưa khẳng định ai giỏi hơn ai, một bên là về góc độ toán học, một bên về lĩnh vực khác, về hóa học rồi về các thứ khác nghiên cứu rồi vân vân cả, thì nó có thể nó khác nhau. Thế nhưng ông cũng là một trong những người mà có thể đưa ra những cái phát minh được nhiều nước công nhận. Thì hiện nay và cái bài toán học của Ngô Bảo Châu thì cũng đã được các cái hệ thống toán học quốc tế người ta công nhận, thì cũng đã không đánh giá là cái góc độ là ai giỏi hơn ai trong vấn đề này, bởi vì mỗi người một lĩnh vực mà chúng ta cũng nói thẳng là cũng không đủ trình độ để đánh giá là ai giỏi hơn ai trong cả cái này, trong hai lĩnh vực này. Thế nhưng mà chúng ta nhìn cái biểu hiện, đúng không ạ, chúng ta nhìn cái biểu hiện và cái bản chất của hai vấn đề này, của hai hai cái sự đối lập này, thì chúng ta thấy rất là rõ và rất dễ để phân biệt được xem là nó như thế nào. Thì ông Ngô Bảo Châu thì ông cũng đã chia sẻ là ông thậm chí ông không đủ tiền để mua vé về Việt Nam hay vân vân cả, ông cũng cống hiến thì gần như toàn bộ cái thời gian, toàn bộ cái thời gian ông ấy chủ yếu là ông nghiên cứu và ông phục vụ cho cái toán học quốc tế cũng như là của nước Pháp hay nước Mỹ các thứ, chứ chưa thấy có cái vấn đề gì mà nó thuộc về lĩnh vực mà gọi là có một chút quan tâm đến đến người Việt Nam. Mặc dù nếu mà so với lại góc độ tạo điều kiện thì có thể là Đảng và Nhà nước cũng như là chính quyền địa phương ở các cái tỉnh ở thành phố Hà Nội hoặc Trà Vinh thì người ta cũng đều tạo điều kiện như nhau cả thôi, đúng không ạ? Mà thậm chí Đúng là ông Ngô rồi. Bảo Châu là còn được tạo điều kiện hơn, là được tặng Ai nhà cái này, hơn. là ưu ái Ừ. hơn, được tặng nhà, được xây dựng hẳn một cái viện toán học quốc gia. Nhưng mà có thể là về cơ chế chính sách của tiến sĩ Nguyễn Thành Mỹ này có thể là sẽ được tạo điều kiện với góc độ là ví dụ như là anh là người Việt kiều, bao nhiêu năm anh cống hiến ở nước ngoài nghiên cứu học tập, bây giờ anh về anh cống hiến ở đất nước, có thể là về góc độ là giảm thuế này hoặc là miễn thuế bao nhiêu À. năm này, rồi tạo điều kiện về quy hoạch mặt bằng, quy hoạch đất Đấy. đai để phát triển công ty vân vân, cái đó thì nó cũng là đều là cái chính sách, đúng không ạ, đều là cái chính sách quan tâm đãi ngộ của nhà nước đối với những người mà có cái tâm hướng về tổ quốc, hướng về đất nước. Thế nhưng mà ngược lại thì chúng ta thấy ngay một hai cái bức tranh, đúng không ạ, một bức tranh nhưng mà hai mang hai cái màu tương phản giữa hai người, đều được cho là chúng ta về góc độ chúng ta đánh giá một cách nó chung chung, đó là đều có kiến thức, đều có thành danh ở nước ngoài, nó chính xác là thế. Đó là chúng ta thấy một trong những cái mà cái điều kiện mà chúng ta nhìn thấy đầu tiên. Cái điều kiện thứ hai, chúng ta nói xa ra một chút, chúng ta bình luận xa ra một chút, đó là chúng ta hay nói về khúc ruột ngàn dặm, đúng không ạ? Thì Đúng rồi. nếu như mà nói thì tiến sĩ Nguyễn Thành Mỹ thì cũng là một người trong những người được gọi là khúc ruột ngàn dặm đó. Thì trước đây em đã từng chia sẻ mà chúng ta hay nói vui một tí, trong cơ thể con người, đúng không ạ, thì ruột thì nó cũng chia ra nhiều loại, ruột non này, ruột dài này, đúng không ạ, ruột thừa này, đúng không ạ. Thế thì cái ruột non cái ruột già thì chúng ta không nói, nhưng cái ruột thừa là một trong những cái bộ phận nó cực kỳ nguy hiểm, nếu mà nó đau mà chúng ta không kịp thời cấp cứu để mổ mà nó vỡ ra là có thể nó dẫn đến tử vong, ví dụ vậy. Thì ở đây chúng ta nhắc đến là tại sao lại như vậy, đó là một số thành phần thôi ở các quốc gia Anh, Mỹ, Đức, Canada, Bỉ vân vân, ngay 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 lên trên mạng xã hội, đúng không ạ, dạy là phải làm cái này, dạy chính phủ phải làm thế kia. Thậm chí là khi gặp một số người dân như chúng ta đây, ví dụ như em chẳng hạn, là một trong những ví dụ điển hình, để em chào anh Trương Toàn Yến, thì khi mà tranh luận thì các anh lại bảo là gì? Dân ngu đấy, mày là thành phần dân ngu, người tao tao là ở Đức này, ở Anh này, ở Bỉ này, tao được tiếp xúc với cái này cái kia này, để tao dạy chúng mày thì chúng mày phải nghe hay như này như kia đấy. Đó là một trong những cái biểu hiện rất rõ ràng, đó là gì? Trong một cái chiều hướng mà người ta theo cái chiều hướng tiêu cực đấy, thì người ta luôn dẫn dắt ra một cái câu chuyện nó mang cái màu sắc là gì, màu sắc tối tối mù tối mịt, nó giống kiểu con đường cụt, muốn dắt người ta vào con đường cụt. Biểu hiện cụ thể đó là gì, biểu hiện là
người ta kêu gọi những cái người dân ở trong nước là đứng lên là gì, ví dụ như là đập phá các cái khu công nghiệp chẳng hạn, lợi dụng các cái vụ việc đập phá khu công nghiệp. Thế thì đập phá khu công nghiệp, cái đầu tiên là thiệt hại về kinh tế, thất thu cho nhà nước, và thứ hai là cá nhân. Bây giờ cái khu công nghiệp người ta là tạo công ăn việc làm cho chính những người dân lao động. À, chúng ta đập phá hết đi thì người ta đóng cửa, đúng không ạ? Người ta đóng cửa thì thôi các anh làm cái gì? Công việc đâu, đúng không? Đó là cái mà chúng ta thấy rất là rõ, đó là một trong những cái đó. Thứ hai là gì? Bảo chúng mày cứ đứng dậy đi, chúng mày đứng dậy, chúng mày đi biểu tình, chúng mày đến các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, đập phá hết đi. Rồi tao về, tao phong cho chúng mày sẽ làm tỉnh trưởng, rồi là đại tướng, rồi là cục trưởng, cục gì đó, vân vân và vân vân cả. Thế là người dân ở trong nước thì nhẹ dạ cả tin cũng có. Mà cái thành phần mà ảo tưởng, đúng không ạ? Là kiến thức thì có thể là cũng chưa đến đâu cả. Thế nhưng lại mong muốn mình như thế này, như thế kia. Thế thì ngay lập tức là gì ạ? Đi theo những cái kẻ mà chống phá đất nước như vậy. Thế rồi trả giá bằng những cái bản án. Thế rồi mấy những thành phần mà nó kêu gọi nó ở nước ngoài, nó có bị ảnh hưởng gì đâu. Rất rõ ràng nó không ảnh hưởng gì cả. Nó không chịu sự chế tài của pháp luật, và cái cùng cái kết thì cũng chính người đó bị cái hậu quả do chính bản thân mình gây ra. Thì đó là, nó còn rất nhiều các cái biểu hiện khác, đúng không ạ? Rất nhiều biểu hiện khác. Khi mà những cái thành phần này, ví dụ kể cả phiên đồng, phiên đeo chẳng hạn, đúng không? Trước đây là em thấy là thỉnh thoảng có lên mạng là dạy Việt Nam phải làm kinh tế vĩ mô như thế nào. Thế thì bản thân nó này ở bên Canada, đúng không? Bên Canada thì không biết là kinh tế cá nhân phát triển đến đâu thì không biết, nhưng qua cái vụ việc mà kiện tụng ra tòa này chúng thấy rất là rõ thôi, đúng không ạ? Mang tiếng là ở một cái quốc gia này tự do dân chủ nhân quyền, không có cộng sản lãnh đạo, đúng không ạ? Rồi là tự do, có nghĩa là Canada nó xây dựng một cái nền móng cách chúng ta mấy trăm năm rồi. Đấy, nhà cao cửa rộng, cơ sở hạ tầng hoành tráng hết rồi. Doanh nghiệp các thứ, hệ thống pháp luật là được cho là những thành phần đó nó ca ngợi là bài bản rồi. Đấy, tất tật. Có nghĩa là nó đã có sẵn một cái nhà lầu rồi, có sẵn một cái xe hơi rồi, có sẵn đường xá, cầu cống, các thể loại rồi. Nó chỉ việc gì ạ? Nó ngồi lên cái xe đó, nó đi đến và nó phát triển cái kinh tế cá nhân thôi. Thế nhưng rồi cuối cùng chúng ta thấy là gì? Khi dính vào cái vụ việc của Vương Phạm mà kiện tụng đấy, mà cái tội là bảo là ở bên nước ngoài, thích nói ai nói, thích chửi ai chửi đấy. Đấy, động đến Vương Phạm quyền lợi nó kiện nó phát lên trên mạng mà khóc, đúng không? Kêu gọi là mọi người ủng hộ cho tôi, rồi ủng hộ donate, donate qua tài khoản PayPal, rồi qua gì vân 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 vân, để tôi thuê luật sư ra tòa không, rồi tôi bị kiện cái này kia. Ở một cái quốc gia mà có cái nền tảng nó vững chắc như thế, kinh tế là hàng đầu thế giới như thế, thuộc top đầu thế giới, đúng không ạ? Canada trong top G7 như thế. Thế mà rồi cuối cùng là qua đấy bảo là làm ăn là thế này thế kia cũng chả biết thế nào, rồi cuối cùng là lại đi quyên góp, lại đi quyên góp, cái kết nó là như vậy. Đấy, thế nhưng mà lại ngược lại là dạy cho, phải dạy cho chính phủ Việt Nam mà làm kinh tế vĩ mô là phải làm như thế nào. Chúng ta nghe có hợp lý không? Bây giờ qua cái câu chuyện trao đổi của tiến sĩ Nguyễn Thành Mỹ, chúng ta thấy được đó là gì? Đó là ông ấy chia sẻ về cái kinh nghiệm thực tế qua nghiên cứu của ông, nó phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam mình. Thứ hai nữa là gì? Ông ấy đóng góp các cái ý kiến, hay là ông ấy chứng minh các cái ý kiến đó nó phù hợp với thực tiễn ở cái địa bàn Trà Vinh nói chung, và một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung, đúng không ạ? Trà Vinh nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung, để mà phát triển kinh tế nó phù hợp với cái điều kiện địa chất, rồi là yếu tố thời tiết, rồi là thủy triều nước non vân vân cả. Thì chúng ta thấy đó là một, đó nó mới gọi là đóng góp, đúng không ạ? Đúng rồi. Nó đâu có gọi là đóng góp, chứ không phải là tôi lên là tôi chỉ nói thôi. Hôm nay tôi dạy cho Việt Nam, đây 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 các ông Việt Nam, các ông phải làm như này, kinh tế phát triển. Đấy, thế nhưng mà bây giờ để làm như thế nào, lấy cái gì để làm sao? Con người tổ chức ra làm sao, chia các cái bộ phận đấy như thế nào, tổ chức là mấy bộ phận hay mấy chuyên ngành, hay là ai đứng ở vị trí nào, chả nói, đúng không ạ? Ví dụ như nó bảo là đây là các ông Việt Nam, các ông phải ví dụ như là các ông phải bán ổi đi thì nó mới phát triển, nó mới giàu có, nó mới có kinh tế vĩ mô như này. Là ở đâu bán? Ở Canada. Thế nhưng mà cái ổi đâu để bán nó không nói này. Thế bây giờ là cái trồng ổi ở đâu nó phù hợp, thời tiết nó phù hợp, ổi nó ngon, nó không nói.
đúng không ạ, lấy giống trồng ở ra đâu sao ở để vùng đáp đấy, ứng ở đấy yêu cầu của khách đúng hàng, để nó ông Dung xử lý đấy, quy trình như thế nào cho nó đáp ứng được yêu cầu của khách hàng thì nó không nói. nó không nói dùng phân gì nó không nói đúng không ạ, nó một ngày hỏi tưới mấy nó lần để tưới cái loại nước gì nó không nói đấy, có nghĩa là nó chỉ nói là ông phải trồng cây ổi thì ông mới giàu có như Canada, thế còn để mà ra được cái quả ổi mà bán để mà giàu có thì nó lại không nói đấy. Đấy là một trong những cái chiêu bài mà một cái ví dụ điển hình nhất để chúng ta thấy được là những thành phần này nó chuyên như vậy. Thằng Trương Quốc Huy đấy, thằng Son Lê rồi Tân Tật Trần Nhật Phong, tất cả những thành phần đấy nó đều kế thế cả, nó đều chung một cái mô típ đâu đó đúng không ạ. Thì chúng ta thấy rất là lạ là khi mà không làm được á, chúng ta không làm được thì nó bảo Việt Nam chúng ta là không sản xuất được cái ốc vít, đến cái ốc vít cũng không làm được thì chúng mày phát triển cái gì, tao có dạy kinh tế vĩ mô chúng mày không phát triển được đấy. Em gặp nhiều rồi. Thế nhưng mà khi mà Việt Nam chúng ta bắt đầu là có người gọi là đi tiên phong, có người đi tiên phong về sản xuất điện thoại như Bphone chẳng hạn đúng không ạ, hay là về sản xuất xe ô tô như bây giờ tập đoàn Vingroup mà cụ thể là VinFast đấy, xe VinFast đúng không ạ, thì nó lên nó cho rằng là à, cái xe này là cái xe thạch cao này, cái xe chào này là bằng bìa cắt tông này đúng không, nó nói đã rồi, đến khi nó thấy cái xe nó chạy thật rồi á, có nghĩa là cái xe nó chạy được ngoài đường rồi, thì nó bảo cái xe này nó lấy nguyên từ bãi rác tàu về làm mới lại này đúng không ạ. Có nghĩa là chúng ta làm không được thì nó bảo chúng ta ngu dốt không làm được, mà có những người tiên phong người ta làm để người ta hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần phát triển đất nước, tạo công ăn việc làm, và là gì, là đã có người tiên phong thì sẽ có người thứ hai, có người thứ hai sẽ có người thứ ba, người ta nối gót nhau, người ta phát triển theo một cái thị trường nào đó nó vừa phục vụ được cái nhu cầu người dân trong nước, vừa đáp ứng được cái gì ạ, cái phát triển kinh tế đó là xuất khẩu ra nước ngoài. Thì nó lên nó lại bẩy môi, nó lại cho rằng là nào là bìa cắt tông cao, chúng ta thấy rất là rõ thằng Khoa Khẩm này, thằng Nguyễn Văn Đài đúng không, ở Đức đấy ạ, ở bên Đức đấy, rồi kể cả thằng Trương Quốc Huy rồi thằng Phiên Đồng đấy, nó toàn bảo là xe VinFast là xe thạch cao đấy, thạch cao bây giờ nó sang tới Mỹ rồi đấy, thạch cao sang tới Mỹ rồi, bìa cắt tông cũng sang tới Mỹ rồi, nhưng mà sang là sang hơi muộn, bởi vì trước đây ấy, là các anh đã làm được hẳn cả cái tàu Nhật Tảo bằng bìa cắt tông, thế nên bây giờ cái xe VinFast bằng cắt tông rồi sang đấy là hơi muộn, thậm chí là quá muộn. Đấy thì chúng ta thật xin phép anh cô chú anh chị là em xuống live trước xíu xíu nhé. Ok chung.